xin lỗi à, xin lỗi à, xin lỗi à, xin lỗi à, xin lỗi à. Anh Chuông đánh gây xa đứng, đứng, đứng quá. Cầm tay xa tỉ đi mít thì lúc thú. Chọn gái đi mà gái. Ông nhỉ để mày ra mà mày theo gái là chắc phụ rồi. Anh phải mở bài bắt chia tay. Chọn gia đình villa trừ 400. Này nó bon nết thêm cái đòn đánh nữa nan na so thì nó hơi hôi lông không. Nó tóc biến là nó gà nó cao. Kinh nghiệm du học sinh hàng mà. Nó chuối cam. Cái gì vậy? Diễn viên. Diễn viên đến từ Cao Lãnh à. Những người yêu ông mà nó rượt rượt là bị gì VA3? Ông này hơi rướng nha. Ông này hơi rướng nha, ông hơi rướng nha. Đứa nào kêu chọn. Ông hơi rướng nha. Tôi có rờ rồi, ông đừng đánh dạy nha. Ông Akali ông đừng làm tôi sợ nha. Ông Akali đừng làm tôi sợ nha. Ông bây giờ giống như kiểu không còn gì để mất nha. Rồi ông đi vô cái hướng đó làm chúng quy, chúng đích. Chia tay rồi thì để lại in tư bé hàng đi. Đúng, đúng vậy. Ra là tôi giết hết á. Gì hoài chứ. Cái gì hoài trời. Cứ lo cười. Nhìn á chóc người ta mà học đi kìa. Trời ơi, nhìn á chóc của tôi mà học á ông nội. Nhìn có ai chóc của tôi mà học đi ông nội. Thằng này nó hoài luôn trời. Ơ, mấy thằng chơi game kiểu gì ấy nhờ. Xin chào bạn, tôi là Messi. Bạn cho tôi mượn cái cát tiếp theo 20k được không? Tôi đẹp quá. Má ngàn vàng nha, ngàn vàng nha, ngàn vàng nha. Sao tao kiêu ngạo ở đây lắm thằng chơi tiểu xào. Nó ngàn vàng nha. Nó ngàn vàng nha, tôi nói rồi. Đánh vậy rồi có thắng không? Đánh như vậy rồi có thắng không? Đó. Mày đánh vậy mày nghĩ rồi mày thắng. Mày đánh vậy mày nghĩ mày thắng. Đại rai. Chết cơm, đâm cái đầu ra. Đánh cứ chung cái đầu ra. Đánh vậy thì chết cơm. Đánh như vậy thì chết cơm. Quá gà. Cả hai ván đồng đội đều hay. Em nói đồng đội, không nói anh. Vậy chứ con Kai'Sa nào làm cho con Akali thọt lời. Rồi con Kai'Sa nào hút ba thằng mỗi lần ra mít rừng với lại support ra mít. Rồi AD nó mới được xanh. Con cái xa nào. Chắc tự nhiên. Tự nhiên là nó áp lực nó tự tới. Ồ tự nhiên là bọn kia nó thấy áp lực ở ngoài mít nó ra mít. Tự nhiên là thằng Akali nó thua lên. Tự nhiên nó thua á. Xin lỗi à. 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 Anh này là
du học sinh Ranh Hàn về hành Ranh Việt mình report mất được không vậy? Đơn giản là chim cút. Chơi game xanh là phải thể hiện uy quyền, giết thằng nào thì chát ô chửi thằng đó. Tính ra thầm dừng với top mình gánh áp lên ảnh mới được vậy mà ảnh đi sàng ta. Tắt cam em còn... Ủa mọi người ơi, mọi người cho tôi hỏi là cái đúp của con cải xa này là cái đúp định vị hả? Mọi người ơi, cho tôi hỏi cái đúp con cai sa này là cái đúp mà gọi là chỉ thẳng đầu hả mọi người? Sao nãy giờ nó thẳng đầu không à? Tôi không thấy nó bị tách tách ra nha. Cái đúp này có phải định hướng không mọi người hay là cái đúp thẳng đầu vậy? Hãy cho em một câu trả lời. Ngáo quyền lực. AB đánh hay quá, em mong ngày nào AB cũng ra những giáo án xịn sò như thế này. Chó hồng thắt lọc đây, cảm ơn em. Anh sao vậy, A Trung do anh hay đó. Người cháu không phải vừa nha. Anh ba ơi, em mới được ra tù, anh ba còn nhớ em không? Giờ em ngoan rồi, không dám chửi anh ba nữa đâu. Đánh giống thằng già tích cơ giữa trời. Anh ba có thể chào em bằng tiếng Zen Ladder Sico ạ, em xin. Anh Chuông đánh gây xa đó.